các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Raider 110 FI, cái chú quạch mã sủ đôi chân đầy hấp dẫn, đến từ nông dân xứ Dừa. Cái chiếc Raider 110 là một cái dòng xe 4 thì có nhãn sức Suzuki. Sau thế hệ nối tiếp thì cho đến nay, dòng xe này đã tạm dừng ở có động cơ FI. Khác hẳn với những đời trước, cái sửa đổi này đã cho mọi người với những góc cạnh nhìn tinh tế hơn, thể thao hơn, cũng như với động cơ FI sẽ giúp tiết kiệm điện tối ưu hơn. Chưa dừng lại đẹp nguyên thủy khi cái dòng xe này dần dần được ra đời với những bản độ đầy phong cách, dẫn chứng là cái chiếc Raider 110 FI đầu kiển dưới đây. Xem qua tổng thể thì con chiến mã được khoác trên mình một cái da màu trắng đầy tinh tế, đi kèm với đó là những món đồ chơi kiện trái kiện được gác lên xe một cách mỹ, đem lại cái phần hiệu năng cũng như cái sự tươi mới hơn. Góc này có sự xuất hiện của cụm tay thắng Nissin đi kèm bình dầu đời Unamichi. Mẫu tay này có thiết kế sắc sảo trong từng chi tiết từ nhôm CC, nó tích hợp cái chấm gãy, núm tăng chỉnh khoảng cách theo cái thước tay của mỗi người. Hai bên lái lắp đầy khoảng trống bao tay Spider đi kèm gù CC. Phuộc cái đeo đi kèm bình dầu rời, đây là mẫu phuộc đáp ứng rất tốt độ nhún nhảy hợp lý cho mọi địa hình, bởi ti phuộc là so cái thước lớn hơn xin. Bên cạnh đó ta thấy được cái đĩa tải nhôm ống ánh cái sắc vàng cực đẹp đi kèm cùng với sợi sên. Bình dầu sao trong suốt từ hãng Nissin. Cái độ bám đường được tăng cường chiếc lớp Michelin Zip Pro. Chèn chân này trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người xem với cái mâm sơn cái màu xanh nitrogen. Isetta 10 độ ấn tượng với cái dàn đồ chơi khủng cùng với bộ nồi thiết kế cái kiểu giống Ducati. Dù cho nhu cầu dụng xe tay ga ngày càng cao, nhưng bên cạnh đó còn có một số bộ phận người tiêu dùng vẫn thích dành tình cảm cho những dòng xe con tài thể thao, điển hình là cái dòng là Isetta 10. Bên cạnh đó nhiều người còn bỏ ra một khoản tiền là khá lớn để dọn cho con chiến mã của mình thêm cái chút là đẹp và tươi mới hơn, cứng cáp hơn. Cái phần tay thắng được chủ xe hướng tới dùng là cái cụm của Rambo AZ19 đảm nhiệm cái hành trình phanh ở bên trước. Kích thước lớn của tay khiến chủ xe buộc lòng phải cắt khoét cái phần nhựa nhám nhiều hơn để không gây cả cấn trong quá trình dụng. Và bên cạnh là cụm tăng tốc Dono đèn đi kèm cùng với hai ống ga CC cùng hiệu cho phép rút ngắn hành trình với ga xe đạp nhanh hơn. Sử dụng cái đèn pha LED 2 tầng của SimFast tương tự cái đèn pha sim của cái dòng Isetta 10, chỉ khác nhau ở phần bên trong, thay vì dùng là bóng halogen thì dòng SimFast dùng cái dàn đèn LED được thiết kế rất là tinh xảo, bao viền các góc cạnh cực đẹp. Đờ mi lưới bên dưới được order từ Malaysia về làm mới cho chiến mã hơn. Chèn chân là sự kết hợp giữa heo dầu Rambo logo lớn hai bên xứng đĩa gaffer. Bộ lốc máy được chính hãng do Raceboy sản xuất dành riêng cho cái chiếc Isetta 10, sử dụng lấy cảm hứng từ nồi khô của các dòng Ducati. Khi nổ máy thông qua cái lớp mica trong suốt, người xem dễ dàng nhìn thấy cái sự chuyển động của bộ nồi. Phía bên trong được trang bị bằng một lọt ốc Trinam đi cùng với cổ bô thiết kế chất liệu titan cho khả năng chống hoang rỉ cực tốt. Cái bộ phận treo sao dụng là phục Hollin bình dầu rời, phiên bản được sản xuất dành riêng cho các phiên bản Isetta 10. Sử dụng có tổng chiều cao là 208mm, tức là cao hơn 3 phân so với một sim, nên hành trình tỷ dài hơn, chịu tải là tốt hơn trong quá trình dụng. Dẫu là lâu đời nhưng phục Hollin dành cho dòng xe này vẫn ở mức là 10 triệu một cây, chưa bao giờ có dấu hiệu là giảm giá. Ngoài cái đồng hồ Casio, cái bản dành cho cái chiếc Isetta 10 và ổ khóa Smart Key còn tích hợp cái chức năng là báo động khi xe bị dịch chuyển hoặc có tác động vào xe với tính năng xác định tìm vị trí. Và ta còn thấy những cái ảnh của cái bộ điều FI và trên thiết nó sẽ giúp lượng xăng dùng đốt đều mạnh hơn, nhưng thực tế hiện nay trên những bản độ xe ở nước ta đa phần làm kiển là chính. Cảm ơn các bạn theo dõi kênh tiếp, nhớ like, subscribe.